mình trong những cái hoạt động của VNV Cộng có mang đến cái sự lan tỏa gì không? Nhưng mà mỗi lần mà nghe mình chia sẻ một cái thông tin gì về hoạt động của chương trình trong suốt những khoảng thời gian mà mình gắn bó thì lâu lâu gặp lại Phong, và Phong nói chị Ánh ơi, ngày hôm nay có rất là nhiều bạn gọi đến phòng khám nhà mình. Thì bao giờ cũng vậy, khi mà có một cái người cần một cái thông tin gì đó thì em cũng đều hỏi là em biết được cái thông tin này từ đâu, thì mọi người nói là từ Facebook của chị Hồng Ánh. Cái điều đó là cái điều mình rất là hạnh phúc, là bởi vì mình cứ nghĩ là những cái câu chuyện mà mình chia sẻ lại, những cái thông tin, những cái kiến thức mà mình chia sẻ lại, nó sẽ không được đến những cái đối tượng mà họ quan tâm đâu, nhưng thực sự ra vẫn có, và thậm chí là có rất nhiều. Và anh biết là trong giới văn nghệ sĩ của mình thì có rất là nhiều các bạn đồng nghiệp hiện cũng đang là những người sống chung với những người có HIV, và thậm chí là bản thân họ nữa. Nhưng mà vì một cái lý do gì đó, nhất là nếu mà các bạn, các anh chị mà có một cái lượng fan và có một cái vị trí nhất định trong lòng những người hâm mộ, thì cái sự tự kỳ thị bản thân họ lại càng rất là lớn. Cho nên là cũng như Phong nói là họ cần một cái nơi đủ an toàn, đủ cái sự thấu hiểu để lắng nghe họ. Và khi mà đã có được một cái nơi đó như vậy rồi, và nó có được từ cái công việc của mình nữa, thì có rất là nhiều người đã tìm đến, chứ không phải là chỉ là lặng lẽ rồi bằng rất là nhiều cái cách khác. Thì đó là một trong những cái mà anh nghĩ là cái việc tham gia của mình nó có một cái sự ảnh hưởng nhất định. Là rất là muốn nghe những cái chia sẻ của em. Lời đầu tiên thì cho phép Hèn được gửi lời chào cả quý vị đang có mặt tại khán phòng ngày hôm nay. Hèn thì tham gia không có được nhiều năm như tất cả các anh chị ở đây. Hèn chỉ mới tham gia với anh Phong từ trước khi Hèn thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là khoảng tầm 2-3 năm. Thì trong quá trình mà Hèn tham gia với là một người nghệ sĩ, không phải đâu, mà là một hoa hậu mà tham gia với cộng đồng, thì có được cái tác động nào dành cho cộng đồng, cho xã hội, thì cái câu này em không biết là đang là như thế nào. Thì em nghĩ là anh Phong đã đưa ra một cái ví dụ về cái nhà cháy thì nó rất là rõ ràng luôn. Hèn chỉ biết là cái điều mà Hèn phải làm đó là làm đúng. Khi mình làm một cái việc gì đó đúng thì kết quả nó chờ ở phía trước, đúng không anh Phong? Đúng. Thì em chỉ biết em làm thôi, còn kết quả hay là tạo được cái sự ảnh hưởng như thế nào thì là anh Phong sẽ là một cái người kiểm định được những cái điều đó một cách rõ ràng và chân thật hơn, đúng không ạ? Về ý thứ hai, về cái cảm xúc của em khi mà được về 30 năm trước và 30 năm tới, thì vào ngày 29 thì em cũng rất là tiếc thì em không có thể tham gia được vì lý do là em sẽ bấm phim ở ngoài Tây Bắc, thì em rất là tiếc về điều đó. Tức là khi anh Phong mời thì em cảm thấy rất là tiếc, em bỏ lại hôm nay em ghé được, nhưng mà tới ngày 29 em lại không ghé được thì em rất là tiếc về điều đó. Nhưng mà khi mà trong quá trình trong 2 năm, hơn 2 năm, 3 năm em tham gia với anh Phong á, thì cái đầu tiên cái suy nghĩ của em khi mới tham gia thì em nghĩ là tại vì khi mà lúc mà Hèn đọc những cái tin ở trên báo chí hay là những cái điều mình biết, mình cũng rất là sợ lắm. Nên là khi mà đi theo anh Phong hướng dẫn hay làm tất cả mọi thứ, thì khi mà mới tham gia đầu tiên á, mình cũng có những cái suy nghĩ như là tất cả mọi người. Xong bắt đầu dần dần tham gia mới hiểu là Hèn nói thật sự một điều là Hèn cảm thấy các anh chị ở trong cộng đồng người sống chung với HIV, các anh chị có những cái suy nghĩ rất là tích cực. Mặc dù là mọi người bảo là Hèn tích cực, Hèn đến để chia sẻ với tất cả các anh chị ở trong đó, nhưng mà thực sự là Hèn lại nhận được cái năng lượng tích cực đó từ tất cả các anh chị. Hèn có chia sẻ về tức là anh Phong luôn luôn chia sẻ để dẫn dắt Hèn, thì ví dụ như là có những cái chiến dịch ca bằng ca, hay là khích lệ tất cả những người sống trong cộng đồng với HIV thì mọi người phải uống ARV đầy đủ, đúng giờ và phải theo lịch trình đi. Hèn cũng biết chia sẻ như vậy thôi. Nhưng mà dạ. Chuyên kiện quyền rồi, đúng không? Chuyên kiện quyền. Thì như vậy, tức là anh Phong chia sẻ dẫn dắt như thế nào thì Hèn chỉ biết làm như vậy thôi. Hèn nghĩ là đó là những cái điều đúng và những cái điều mà nên làm thì mình cứ chia sẻ thôi. Còn kết quả là chờ phía trước. Thì Hèn thấy là tất cả các anh chị ở tại cộng đồng họ rất là tích cực, có những suy nghĩ rất là tích cực và vươn lên trong cái cuộc sống của mình, vượt qua mọi rào cản về những cái sự kỳ thị.
đối với cá nhân Hen thì Hen bước vào Hen không có sự kỳ thị nào cả. Vậy thì tại sao những người mà họ chưa được tiếp xúc họ lại kỳ thị? Đó. Nên là Hen cũng rất là hạnh phúc khi mà được tham gia, khi mà được anh Phong luôn luôn có những cái lời mời dành cho Hen thì Hen rất là hạnh phúc khi mà được tham gia, bởi vì thật sự là mình được tiếp lửa rất là nhiều. Với lại cách của tất cả các anh chị nói chuyện ở đây á, nó đem đến cho người ta sống thật hơn, sống có cảm xúc hơn, có suy nghĩ hơn, có lắng nghe hơn và luôn luôn trong một cái tinh thần là chia sẻ. Thì đó là một cái điều Hen học được và được trưởng thành khi được đồng hành với anh Phong. Mỗi lần mà đến với anh Phong, khi nào cũng anh Phong cũng không cầm một cái tờ giấy nào cả, mà khi nào cũng chia sẻ một cách là lấy nước mắt của người khác. Thì đó là một cái điều mà học hỏi rất là tuyệt vời từ anh Phong. Và cái điều mà Hen muốn chúc cho cộng đồng đó là sẽ đạt được cái mục tiêu chấm dứt vào năm 2030. Hen như trong cái thời gian qua, nếu mà em có những cái điều nào có thể đóng góp, có thể chia sẻ thì anh Phong cứ alo em. Anh Phong rất là dễ thương mọi người ạ. Ví dụ mình cũng nói những lúc kêu gọi cho các dự án như là Gốc Gạo Sẻ Chia hay là các dự án gì đó hỗ trợ cho cộng đồng, thì anh Phong kêu gọi cách rất là dễ dàng, không phải là dễ dàng mà rất là rõ, rất là thực. Ví dụ như là Hen ơi, em đang làm đại sứ Vi Phong đúng không em, xin cho anh mấy cái thùng mì đi. Đó là em xin. Tới lúc mà em hết đại sứ Vi Phong thì em hết rồi anh, thôi bây giờ thì có cái gói đây, có cái hỗ trợ này anh đang thiếu. Thì đó, mình sẽ có những cái phương cách khác để hỗ trợ với anh Phong. Thì đó là một điều mà Hen thấy rất là thực tế. Một điều nữa là cái tâm huyết anh dành cho cộng đồng, thì đó là những cái điều đúng anh làm. Và Hen nhấn mạnh thêm cái ý đó của Hen, tại vì Hen rất là thích cái điều đó. Thì cái kết quả hiện tại thì cộng đồng rất là vững mạnh, thì em xin chúc mừng cộng đồng trong thời gian qua. Cảm ơn Hen nhiều. Chắc là chào mọi người. Cái này cũng giống như chị Vân nói là bị gài á, hồi nãy nói thôi không phát biểu đâu, bây giờ cũng thành là chia sẻ. Thật sự ra là lần đầu tiên ông ảnh đến những cái hoạt động và đó là giải Vàng Đỏ, là bởi vì mình đến chơi, bởi vì có một số anh chị nghệ sĩ mà em rất là yêu quý, chị rất là yêu quý đã tham gia vào cái hoạt động này. Nhưng mà thật sự là khi mình đến tham gia cái cuộc chơi đó thì mình thấy là có quá nhiều cái thông tin và quá nhiều cái kiến thức mà với tư cách là một cái người công dân bình thường, hiểu biết kiến thức về HIV thì mình cũng có những cái hiểu biết nó rất là cơ bản. Thì bắt đầu mình tìm hiểu và mình tham gia cùng với cộng đồng, cùng với cái tổ chức của Phong, thì mình thấy là mình được lợi rất là nhiều. Và còn hạnh phúc hơn nữa khi mình chia sẻ những cái mình được truyền lại và hiểu biết đến. Với đầu tiên thì hồi nãy mình có nói với các bạn phóng viên là những cái người ảnh hưởng gần mình nhất đó là những người thân trong gia đình, đồng nghiệp,
bạn bè, và xa hơn nữa là nếu như trong cộng đồng những người mà yêu mến những cái công việc và những cái vai diễn của Hồng Anh á, thì mình nghĩ là cũng sẽ có một cái ảnh hưởng gì đó để họ thấy thông qua những cái việc làm của mình không có sợ, mình không có kỳ thị, và mình hoàn toàn rất là tự tin với cái kiến thức mà mình đã nhận được, thì chắc chắn mọi người cũng vậy, mọi người cũng giống như mình thôi. Thì đó là cái mà không phải là em cảm ơn chị đâu, mà chị phải cảm ơn Phong và mọi người nữa đó. Và cái niềm vui nữa là vào đây thì mình có rất là nhiều người bạn, nhất là các bạn, các anh chị và các em ở trong cộng đồng LGBT, và mình thấy là mình được truyền cái cảm hứng và tiếp thêm cái tình yêu rất là nhiều đối với con người và đối với xã hội. Và cảm ơn chị ạ. Thưa tất cả quý vị, đây mà có thể nói là chắc là đương nhiên là mọi người sẽ gọi là đạo diễn diễn viên Hồng Ánh, nhưng mà với Phong đây là một tuyên truyền viên Hồng Ánh. Bởi vì sao mà Phong nói như vậy phải không ạ? Bởi vì chị Ánh đã là một cái người tác động rất lớn với lại những cái người bạn xung quanh chị Ánh. Đơn giản gặp và kêu đi xét nghiệm đi hoặc là có vấn đề gì đó, có xét nghiệm định kỳ hôn, tức là những cái rất nhỏ thôi nhưng mà cũng đã tác động rất là lớn. Một lần nữa xin là cảm ơn chị đã luôn luôn đồng hành với em.